Cảm xúc lúc này của Tùng Dương và Uyên Linh như thế nào? Dương rất là xúc động khi mà nhạc sĩ Trần Tiến vẫn rất là đam mê máu lửa trên sân khấu. Ở tuổi này của ông hình như là đang hồi xuân. Dương rất là hiểu nhạc sĩ, bởi vì là trong đời thường thì thường gọi là bố. Một người bố thì luôn luôn có rất nhiều cái sự truyền cảm hứng, không chỉ trong những sáng tác, những lời ca, mà còn là cái sự truyền cảm hứng từ con người của ông. Một cái vóc của một người trai trong cuộc sống đời thường như thế nào, những cái lời khuyên hay là kể cả những lời khen, lời chê, lời mắng dữ lắm ấy. Nhưng mà có lẽ là sâu thẳm là một người bố rất là thương những người nghệ sĩ như là Tùng Dương hay Hà Trần hay là Uyên Linh. Và ngày hôm nay thì có lẽ là chưa bao giờ nói là Dương rất yêu ông như vậy. Từ trước giờ thì ông ngồi lúc nào ông cũng với cây đàn, với chén rượu, chưa nói chuyện gì thì đã gục, đã say rồi. Cho nên là ngày hôm nay phải nói thực sự là phải nói một câu rất là trong lòng sâu thẳm của Tùng Dương, con yêu bố rất nhiều và con tự hào về bố rất nhiều. Không biết là ôm ông có cho ôm không ấy. Ông cho ôm. Ông cho ôm không, bởi vì là ôm xong còn bị mắng cơ. Ông ôm nhau kỳ lắm. Ôm xong còn bị mắng cơ. Thế à? Ôm đã. Nói vậy chứ tôi rất là yêu cái thằng cu này. Trong đời tôi có hai đứa gọi tôi là bố. Thằng này với lại bé Hà Trần. Tôi còn có một cái hình mà cháu tôi nó gửi cho tôi cũng bất ngờ. Năm 12 tuổi, nhạc sĩ Trần Tiến là người ngồi trên lòng. Đúng rồi. Ôi. Để nghe Tùng Dương hát đầu tiên luôn đấy. Ôi, nhớ. Ở Việt Nam nhớ. Luôn. Ở Việt Nam luôn. Đấy. Đấy. Mình có ở trong túi này. Cuối cùng thì hóa ra là cậu bé này là tuổi hợi, mà tôi cũng hợi. Cái đàn heo nó gặp nhau. Khổ thế. Tùng Dương ban nãy nói là chú thỉnh thoảng mắng Tùng Dương. Là chú mắng như thế nào? Mắng về việc gì? Ôi, mắng yêu mà. Cả Hà Trần cũng bị mắng hát sai lời. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em làm thơ. Làm thơ ấy con khỉ. Cho em nằm mơ. Đấy, thì bị mắng. Nhưng mà mắng yêu thôi. Chúng nó hát hay quá trời. Cả con Hà Trần bị mắng. Thấy chưa? Mẹ ơi, con đã già rồi. Con lấy chồng rồi. Lấy chồng có hay bằng già rồi. Tùng Dương hát sau còn hay hơn. Lấy chồng. Xin phép rồi, gì xin phép lấy chồng. Tùng Dương đến bây giờ hát khoảng bao nhiêu bài của chú Trần Tiến rồi nhỉ? Dương là may mắn là một người mà có lẽ là nhạc sĩ Trần Tiến có cái bài hát nào mới mà ông sáng tác là ông gửi ngay. Đây, bố có bài mới này. Con xem hát được thì hát, con không hát thì bố hát. Đấy, ông bao giờ ông cũng nói thế. Nhưng mà bố con là hai giọng khác hẳn nhau nhá. Chú Tiến là hát kiểu hơi phủi phủi. Bình dị, còn Dương là nó rất nhiều. Thế nó mới vui. Mới bị nhận là điểm chê rồi, đừng có đắn nót quá, đừng có búa máy nhiều quá. Cá bồi, thì phải hát như thế. Vâng. Cá bồi sống trên lưng ngựa, đàn du ca sống bên quê nhà. Đấy là kiểu Tùng Dương đúng không ạ? Dương nhớ là cái lần đầu tiên của mình khi hát nhạc Trần Tiến một cách chính thức thì đúng là trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Rất là bí bài, không chọn được bài hát nào cả. Thế mới gặp nhạc sĩ Trần Tiến thì ông mới bảo là bố có một cái bài này nhưng mà nó mộc mạc lắm, không để đem đi thi được. Bài là Quê Nhà. Ông hát cho Tùng Dương nghe vài câu mà Dương rớt nước mắt luôn. Và thôi, con quyết định con thi bài hát này. Bố Tiến nói là con sẽ thất bại bởi vì bài này nó rất là mộc mạc. Thế nhưng mà cuối cùng thì con thắng bố bởi vì bài hát của bố sau đây đã được đón nhận rất là nồng nhiệt. Mặc dù có thể là trước đấy ông đã hát rất nhiều rồi, nhưng mà cái lần đấy thì Tùng Dương hát chính thức cho bản thân Tùng Dương ở cuộc thi đó. Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào. Áo nâu mùa đông, thương mình lần đần, đêm buồn mẹ xuống. Tùng Dương ấy các bạn, nó có công lớn đối với tôi. Như chị Hà Trần, cả hai đứa là sau này làm bài của chú Tiến rất tốt. Tại vì thế này, tôi không có viết nhạc cho ai cả. Tôi chỉ viết nhạc cho tôi thôi. Mà cũng chả để diễn, không để nổi tiếng. Nhưng vì đói quá, những năm 80, anh Dương Thụ, anh mở một cái
tụ điểm gì đó. Thế là anh Dương Thụ bảo Tiến ơi, mời Tiến đi hát. Tiến là một giọng hát đặc biệt vì hát bài hát của mình, gã du ca hát thơ của mình. Thế là tôi bắt đầu đi hát. Hát 2-3 ngày là phải có bài mới. Tại vì tôi không phải là ca sĩ, tôi chỉ là nhạc sĩ hát bài của mình. Vì vậy phải luôn luôn mới. Vì vậy ngày đó tôi viết như điên để sống, để được hát. Sau này tôi ngắm trên đời này, người hát hay nhất bài của tôi ngày đó là Ngọc Tân. Mòn đầu bao đêm trăng thanh, hát gầu sòng vui bên anh. Không bao giờ tôi quên cậu em tôi, Quang Lý. Quang Lý là sau đó du ca với tôi, hai anh em thôi, đi hát khắp nơi. Hầu hết những người đàn ông làm tôi nổi tiếng như Y Moan, với chất hoang dã của bài chữ đàn Chapi bằng tiếng Ede, khủng khiếp. Đời tôi hạnh phúc lắm các bạn ạ, tôi nói thật. Thế còn cái người mà phối khủng nhất của tôi là có hai em, là em Minh Đạo và em Thanh Phương. Hai người là duy nhất là chiếm nhạc của Trần Tiến mà làm đẩy Trần Tiến lên thành tài. Chứ còn nếu không có phối thì Trần Tiến vớ vẩn. Chú Tiến thì cứ gặp là chú ấy bắt phải dạy. Chú rất muốn học đàn và là một người rất chăm tập đàn. Chú rất ham học, muốn học cả computer, muốn làm nhạc ở trên máy tính, muốn tất cả những cái gì bọn tôi đang làm. Mới nhất bây giờ chú đều học. Còn với Huyền Trung thì sao ạ? Có một điều mà tôi cảm nhận được từ nhạc sĩ Trần Tiến đó là cái tâm hồn. Ngày xưa mình còn nhỏ ấy, thì những cái thẩm thấu, những cái cảm thụ của mình, nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến ấy, nó lưu giữ lại cho đến tận bây giờ. Mà khi mình động vào những cái công việc hàng ngày bây giờ của mình ấy, những cái công việc đó rất nặng về kỹ thuật, nhưng nhờ có những cái ký ức là những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến mà mình giữ lại được cái hồn cốt của âm nhạc, mà nó không bị quá sa đà vào cái việc kỹ thuật. Mà đặc biệt những người làm phối khí như chúng tôi rất là dễ bị. Uyên Linh thì thích nhất những bài nào của chú Trần Tiến và nhạc của chú Trần Tiến tạo cho Uyên Linh cảm xúc như thế nào? Có thể nói là lần đầu tiên mà nghe rất là nhiều bài hát của chú trong cùng một đĩa nhạc đó thì là khoảng năm 2003. Lúc đó là Linh mới vào lớp 10 và mới để dành tiền ăn sáng mua được cái đĩa nhạc Tự Họa Chuyện Phố Bên Sông. Và Linh không bao giờ Linh có thể quên được cái lời mà chú đọc dẫn vào cái đĩa đó. Và đó là một trong những cái đĩa mà Linh rất là quý. Và Linh nghĩ là cái cách hát cũng như là cái sự truyền tải âm nhạc của chú Tiến qua cái giọng hát của chị Hà Trần ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới Linh trong những bước đường nghề nghiệp. Sau này thì có một vài dịp biểu diễn trong đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến thì trong năm nay được 2 lần. Một lần là một đêm rất là lớn, đó là Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạc của chú Tiến, và một lần này đó là cassette Hoài Niệm. Nghe là chú Tiến là có anh Dương nữa, có anh Phương nữa là phải thu xếp ra đây tham gia cassette Hoài Niệm số này ngay lập tức. Chúng ta đang nhắc rất nhiều đến những sáng tác của chú Trần Tiến. Cháu xin được hỏi chú một câu chuyện. Cháu nhớ bài Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng của chú, sao lại được cả giải thưởng Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình hồi đó. Chú có nhớ giải thưởng đó là gì không ạ? Cái thời của chú ấy phải đi viết tuyên truyền. Chúng ta phải nhớ không có tuyên truyền thì không có ngày thành công hôm nay. Trái tim của mình để dành cho ngọn lửa cách mạng, từ những dư âm chuyển hoàn toàn sang bài ca 5 tấn. Vì vậy cháu vừa mới nhắc đến Sao Vội Lấy Chồng. Và đề tài Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình là một bài hát cũng dục đồng bào sinh đẻ, có kế hoạch để dồn toàn bộ để xây dựng đất nước. Có 3 việc, thứ nhất là đừng vội yêu, yêu đừng vội lấy đừng vội đẻ hết. Một cách cực nhọc, chưa bao giờ cực nhọc thế, nhưng mà một cách vinh quang, đời tôi chưa bao giờ vinh quang bằng bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Lời ru buồn nghe mênh mang sao lũy che làng, khiến lòng tôi xôn xao.